lại nữa thiện hiện đại bồ tát ấy thiện căn như thế dần dần tăng trưởng và cứ như thế nghiệp thân ngữ ý vì do sức thiện căn làm trong sạch nên xa lìa tất cả uế trược tả vậy do đó mà thân tâm được thanh tịnh vì thân tâm thanh tịnh nên vượt qua địa vị thanh văn và độc giác an trụ địa vị bồ tát kiên cố bất động này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì chẳng xem trọng lợi dưỡng chẳng màng danh dự đối với các đồ ăn uống y phục đồ nằm phòng xá của cải đều chẳng tham nhiễm tuy thọ mười hai công đức đầu đà nhưng hoàn toàn không ỷ lại này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì thường tu bố thí ba la mật đa, tâm san tham rốt giáo chẳng khởi. Thường tu tịnh giới ba la mật đa, tâm phạm giới rốt giáo chẳng khởi. Thường tu an nhẫn ba la mật đa, tâm sân giận rốt giáo chẳng khởi thường tu tinh tấn ba la mật đa tâm giải đãi rốt giáo chẳng khởi thường tu tịnh lự ba la mật đa tâm tán loạn rốt giáo chẳng khởi thường tu bát nhã ba la mật đa tâm ngu si rốt giáo chẳng khởi do đó các tâm ganh ghét dua nịnh dối trá kiêu căng phóng túng che khuất não hại cũng vĩnh viễn chẳng khởi này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì tuệ giác kiên cố, có khả năng ngộ nhập sâu xa, lóng nghe tránh pháp cung kính tín thọ, tùy theo pháp thế và xuất thế đã nghe đều có khả năng dùng phương tiện hội nhập nghĩa thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các sự nghiệp đã tạo tác trong thế gian cũng do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà hội nhập pháp tánh, chẳng thấy có một sự việc nào nằm ngoài pháp tánh nếu có pháp nào chẳng tương ưng với pháp tánh thì cũng có khả năng dùng phương tiện hội nhập nghĩa thú bát nhã ba la mật đa sâu xa do đó chẳng thấy có pháp nào nằm ngoài pháp tánh này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì dù có ác ma hiện ra trước, hóa ra tám đại địa ngục, lại ở trong mỗi đại địa ngục hóa làm nhiều Bồ Tát, nhiều ngàn Bồ Tát, nhiều trăm ngàn Bồ Tát, nhiều ức Bồ Tát, nhiều trăm ức Bồ Tát, nhiều ngàn ức Bồ Tát, nhiều trăm ngàn ức Bồ Tát, nhiều trăm ngàn ức, Bồ Tát, trăm ngàn ức triệu Bồ Tát, đều bị lửa giữ, thiêu đốt xuyên suốt, ai nấy đều chịu nỗi khổ đáng cây chua chát độc hại cùng cực hóa làm như thế rồi nói với các bồ tát bất thối truyền đây là các đại Bồ Tát đều được như lai ứng tránh đẳng giác thọ ký bất thối chuyển, nên sanh vào đại địa ngục như thế, luôn luôn chịu các nỗi khổ kịch liệt như vậy. Các ông là Bồ Tát đã nhận sự thọ ký bất thối chuyển của Như Lai ứng tránh đẳng giác, cũng sẽ đọa vào đại địa ngục này, chịu các nỗi khổ kịch liệt. Phật thọ ký cho các ông chịu nỗi khổ cùng cực trong đại địa ngục chứ chẳng phải thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển cho các ông, cho nên các ông phải mau xả bỏ tâm đại bồ đề mới có thể được thoát khỏi nỗi khổ của đại địa ngục, sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người, hưởng thụ sự giàu sang khoái lạc này thiện hiện lúc bấy giờ đại bồ tát bất thối chuyển thấy nghe việc này tâm họ bất động cũng chẳng sợ hãi nghi ngờ chỉ nghĩ thế này đại bồ tát được thọ ký bất thối chuyển mà đọa vào địa ngục bàng xanh quỷ giới a tố lạc thì chẳng bao giờ có việc ấy vì sao vì địa vị bồ tát bất thối chuyển nhất định không có nghiệp bất thiện cũng không có nghiệp thiện mà rước lấy quả khổ như Lai nhất định không nói lời hư dối, những điều Phật dạy đều vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, do tâm đại từ bi mà lưu xuất, những điều đã thấy nghe nhất định là do ác ma làm ra, nói ra. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển.